nắng gánh hay nắng tình em thương nhớ. Anh phụ em rồi anh không tới nữa, để phiên chờ buồn heo. Chị Nam, bán con ly cà phê đem về. Ủa, sao nay nó không ra đây uống? Dạ, anh bận làm công chuyện ở nhà. Tụi nó né quán nằm chứ. Đâu có, hôm nay anh bận thiệt. Chị Nam, cho tôi một ly cà phê đá như cũ. Cho tôi một ly cà phê đá như cũ, có tiền mới bán. Kêu con ly cà phê đá không mà nói một câu nghe mất tình nghĩa dễ sợ. Ai không tình không nghĩa hả? Biết thiếu bao nhiêu ly rồi không? Mấy ly? 15 ly. 15 ly? 20 ly trả. Ê, mày banh con mắt mày lên mày nhìn cái quán tao coi. Ai cũng như mày, mỗi người thiếu 20, 20, 20. Chắc tao dẹp quán, tao bán quán quá. Bán tao luôn đi nè. Trời ơi, Năm ơi, thôi về tính gọn vậy nè. Ly này con nhất định trả, chắc chắn, uy tín. Trả tiền ly này rồi 15 ly kia đâu? Hả? Khi nào trả? Con tính gì cho gọn nè. Ly này con chắc chắn trả, con hứa chắc chắn. Thì mấy ly sau cũng vậy thôi, từ từ trả. Hey, mày có một câu, con thiếu nợ dai chứ không bao giờ quỵt, đúng không? Ê, tao không có cho thiếu qua Tết đâu nha. Đó, thì con chỉ có thiếu thôi chứ con không có quỵt. Thôi làm ơn đi, vì làm con ly cà phê đá đi, từ từ có tiền con trả mà. Thôi, từ từ có tiền con trả. Trời ơi, chờ mày đánh bài có tiền hả? Trời ơi, chắc tao mọc râu quá. Ai cũng chờ đánh bài để có tiền thì thôi, người ta đi đánh bài hết, người ta không có lo mần ăn gì hết á, ha. Mơ mộng tiền bạc từ bài. Thì con rảnh con mới đi đánh bài, có việc làm con đi đánh bài làm chi? Vậy có việc làm mày làm không? Việc nào có tiền là con làm hết. Thiệt hen. Bảo đảm gì luôn. Nhớ nha. Dạ. Này con. Dạ, cảm ơn dì Năm. Dạ, con gửi tiền. Nợ mày à, thương vậy Năm quá. Ê, nói nghe. Gì đây? Ê, nói nghe. Gì? Có vụ này làm không? Vụ gì à? Trời lớn gì luôn hả? Sao? Dám làm không? Hay là sợ? Sợ gì? Có tiền thì làm thôi chứ. Ủa? Tiền bạc sao? Yên tâm, tiền bạc đàng hoàng, xong phẳng. Chịu dám tới nhà anh đâu. Anh nói vậy giống như anh là hàng giả, có mình em hốt. Ừ, cái này là tự em nói nha. Tha cho anh đó. Ui, đau. Mà sao tới trễ quá vậy? Làm người ta đợi lâu muốn chết luôn. Đáng lẽ là qua sớm rồi, nhưng mà tại má em á, má giữ lại đến nói chuyện, thành ra mới tới trễ. Má nói chuyện gì vậy?
thì má lại lôi mấy cái chuyện mai mối ra để nói. Má bắt em phải đi gặp mấy người bên mai mối đó. Mà coi bộ má em thích đuổi em ra khỏi nhà quá hả? Tại vì má nói á, cỡ tuổi em bây giờ nè, là hồi xưa má đã tay bế tay bồng rồi, cho nên má sợ em ế. Sao ế được? Cái thời của má em khác, cái thời của em khác. Em á là anh chắc chắn không bao giờ ế đâu. Em cũng giải thích với má vậy đó. Thôi, bỏ đi, kệ đi. Bây giờ má nói cái gì em cũng bỏ ngoài tai hết á. Giờ em bình tĩnh lắm, em yên phận rồi. Em biết là tại số em nó làm sao đó, cho nên là thôi, người ta không có chịu lấy mình thì thôi, mình chấp nhận thôi chứ giờ làm sao. Ủa, ai không chịu lấy em? Không chịu lấy em rồi anh lấy ai? Anh đó nha. Thấy ghét anh lắm. Ngày nào anh cũng phải nói với em câu này đó nha. Ừ, em biết rồi. Anh á, anh mà lấy con quỷ khác là em cho anh thành con quỷ luôn. Cái gì vậy? Yên tâm đi, anh không dám đâu. Ngoan quá à. Ở bên em, anh sẽ là thiên thần. Bên con khác, anh sẽ thành ác quỷ. Ghê luôn á hả? Không dám đâu, ở bên em thôi. Mà nè, nãy em qua, má em có biết không? Không, sao má biết được? Rồi lỡ em qua đây á, má em đi kiếm em, rồi thấy em ở nhà anh, rồi biết nói làm sao. Ê, hay là tụi mình đi ra ngoài hóng mát đi. Ê, có sao kìa? Nghe trời đẹp quá ha. Nhột quá anh. Mẹ ơi, em đừng có chọc anh. Anh đừng có chọc lấy em nữa nhột. Tay anh đi, anh chọc em đâu. Tay em cũng đây nè. Tao chọc tôi bây là. Quỷ. Ê, mấy anh bình tĩnh. Không quỷ nào nữa được. Bình tĩnh lại đã. Đừng yên. Dạ. Hai bình tĩnh. Không, bình tĩnh hai anh, đừng manh động. Dạ, hai là ai? Đứng im. Đang đứng yên rồi nè anh. Thấy rồi, nhưng mà không được động đấy. Mình đừng có giỡn mặt nghe chưa? Mình đừng giỡn mặt với ăn cướp nghe chưa? Giỡn nói thiệt mà. Giờ anh muốn gì anh? Nó hỏi mình muốn gì kìa anh. Ăn cướp mà không hỏi muốn gì. À, ăn cướp thì muốn ăn cướp. Mày á. Dạ. Bao nhiêu tiền mình đưa hết rồi đây. Dạ, hai anh bình tĩnh. Mừng được rồi. Bình tĩnh. Dạ. Những gì? Dạ không có nhìn mà đang nghe. Rồi cái gì? Không có nhìn gì hết á. Đây qua đây. Dạ. Em còn dưới đây. Đếm nó coi. Nó có 50 hả anh? 50 hết. Dạ. Tại sao có 50 ngàn vậy? Dạ. Mày có bạn gái rồi. Mày lớn cái đầu rồi mà vẫn có 50 ngàn là sao? Dạ thì đi chơi như đó đủ rồi anh, đi uống trà sữa thôi mà. Dạ đúng rồi. Cô mày. À chị. Mày đứng chuyện ra, mày có bao nhiêu tiền? Bước ra. Anh bình tĩnh, như đó chưa đủ với anh nữa. À. Không, 50 ngàn cái lấy gì đúng. Còn nó đây, bao nhiêu tiền? Em có. Có anh. Em có. Mày. Đợi. Để mày. Dạ đây. Bình tĩnh anh. Nè anh. Dạ cũng 50 luôn anh. Tại sao tụi bay hai đứa, mỗi đứa có 50 vậy? Hả? Rồi tụi bay chọn xem một cặp hay gì? À vậy đúng rồi anh, hay quá à. Tụi em là một cặp sang hết á. Tức là tụi em dù nghèo mà nhìn tụi em vẫn rất là sang. Tao thọt cái là hết sang luôn thấy không? Dạ, anh bình tĩnh. Kìa. Dạ. Đừng có xạo với tao. Tao nghe nói là mày vừa trúng số đúng không? Ủa? Trúng số gì đâu anh? Gì có? À, ai đồn nhở? Đừng có xạo. Mày trúng số mày cướp tiền à? Cướp tiền ở đâu đó? Dạ, thiệt tình là em không có trúng số gì hết đó anh ơi. Mà dắt tao đi vô lấy tiền được không? Dạ không có. Anh ơi, ảnh không có trúng số thiệt mà. Dạ. Ảnh nghèo lắm. Vì sao hết? Sao tao thọt cũng nhớ mọi người. Khoan đã. Anh muốn thọt bạn gái em thì anh hãy thọt em trước đi. Chứ em đâu có tiền đưa cho anh đâu. Không chịu đâu. Anh ơi. Cái gì?
Anh đừng có gây nghiệp mà. Ăn cướp mà nó không gây nghiệp. Anh tha cho tụi em đi. Thiệt á, tụi em mà giàu là tụi em khác rồi, không có như vậy đâu. Anh ơi, đứa nào nó đồn bậy đồn bạ đó, chỉ có thằng ngu mới tin thôi. Đúng rồi, chỉ có thằng ngu mới tin thôi. Đúng rồi. Dạ. Mà nó đồn ngu không? Không không, ý em nói là một thằng ngu, còn đây có hai thằng lận là không phải tụi anh. Đúng rồi đó anh, nó nói đúng anh. Ở đây mình tới hai thằng lận. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mày đang chứng minh là mình là hai thằng ngu đó. Không có mà. Mày nói mình trốn hết kìa. Trời ơi, không có tiền thiệt. Hai bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, đừng manh động mà anh. Mày bắt đầu ngay sau đó rồi đó. Dạ. Lấy 100.000 chưa? Dạ rồi anh. Lấy đi. Quay qua kia. Quay đâu anh? Quay qua và làm sao? Dạ dạ. Không được nhìn ra. Dạ dạ. Nhìn ra nó thọt. Dạ dạ. Nhìn ra nó thọt liền. Dạ dạ. Dạ. Mày biến người quá. Bị tao lừa. Sao vậy? Chết rồi. Nó thọt anh rồi hả? Không sao, không sao. Đang chứ sao không? Không sao. Nó thọt anh rồi hay sao? Nó đạp anh thôi. Không sao hết. Không sao mà. Em có sao không? Không, nó không làm gì em hết á. Hên quá, hết hồn luôn á. May quá, cũng hên là không sao. Ừ, thiệt tình á. Nhà mình nghèo như vậy mà tụi nó cũng không tha nữa. Không hiểu sao lại có ăn cướp ở nhà anh nữa chứ. Ê, hồi nãy em nghe giọng hàng ăn cướp thấy quen quen không? Anh cũng có cảm giác giống như em đúng không? Ừ. Chỉ là cái giọng quen đâu mà cả cái mùi nữa. Cái mùi nó lạ lắm, em chưa bao giờ ngửi cái mùi nào như cái mùi này. Em nghe được cái mùi của nó luôn hả? Mùi em thích lắm á. Bây giờ mình tính sao anh? Còn tính gì nữa, mình mất cũng không có nhiều tiền hết. Thôi vô nhà, lỡ tụi nó quay trở lại chắc chết luôn á. Làm cái gì mà nãy giờ em giống như gà mắc đẻ, đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui hoài vậy? Đâu có. Không có mà nãy giờ em cứ qua đi lại, đi qua đi lại, anh coi tivi không được luôn kìa. Vậy hả? Em xin lỗi nghe. Em làm gì vậy? Làm gì cứ ngóng đâu đó hoài vậy? Hả? Em ngóng lắm. Em ngóng lắm. Em ngóng lắm chị. Nó nói là hôm nay nó sẽ qua, nó kể cho em một chuyện rất là quan trọng. Mà em không biết nó kể chuyện gì nên em nôn nóng quá. Em ngóng nó. Thôi, tưởng cái chuyện gì. Em với anh Lắm mà xúm lại với nhau á, toàn là nói xấu chồng con không chứ gì. Vậy mà cứ ngóng nó chi cho xúc ruột, chứ không biết nữa. Anh, từ ngày mai á, anh khỏi phải đi rình hết nữa nha. Ủa sao vậy? Em thấy anh cực quá. Hai ngày nay anh cũng quải thiệt chứ. Anh cứ ở nhà đi, để đó em lo cho. Gì? Bộ em định đi rình đó hả? Đâu có. Ý em là em sẽ nghĩ cách khác.
không khai cái gì hết, chỉ có được 100 ngàn thôi. Là sao? Cướp được 100 ngàn. Cướp gì có 100 ngàn vậy trời? Đóng vai ăn cướp phải làm cho ra vai ăn cướp chứ. Mà nó không khai gì thiệt luôn á hả? Nó không có khai cái gì hết trơn. Ông có làm đúng kế hoạch không? Ông có khống chế làm sao không? Có sao không có? Tôi khống chế làm sao mà cái mặt sang xanh lè xanh lét. Nhưng mà tao nói chú gì? Mà làm hết vẫn không có khai ra. Nó không có khai ra cái chỗ nào mà giấu tiền hay là trúng số trúng gió gì hết. Sao kỳ vậy ta? Không lẽ nó thương tiền hơn thương tính mạng của nó sao ta? Trong cái chuyện này tôi nghĩ là nó nói thiệt. Tại vì lúc đó cái mặt tôi độc ác lắm. Tôi không tin đâu. Không tin được cậy. Mệt quá. Tôi làm xong chuyện rồi. Đưa tiền tôi đi. Ê, bây giờ kế hoạch không thành công, lấy 50% thôi nha. Ê, không có kỳ kèo nghe. Không có chơi trả giá nghe. Chứ giờ chuyện làm chưa xong mà đòi lấy hết là sao? Hứa tôi làm sao? Làm xong trả tiền liền. Tiền đủ. Không trả đúng không? Tôi la lên cho hàng xóm biết. Đứng đi. Bỏ lên. Ra nữa là ra vô ra bây giờ. Được rồi. Có chuyện gì nhớ nhờ tôi nữa nghe. Tôi làm cho. Đi về. Đã moi được tin gì rồi còn bị mất tiền nữa chứ. Bà có bị gì không hả? Sợ lắm. Nó cầm con dao vậy nè. Nó kẹt. Sợ lắm luôn á. Đau, đau. Đúng rồi. Cái cảm giác của con cũng như vậy đó. Đau lắm. Sợ nữa. Xong rồi cái nó đòi thọt con. Mày có sao không? Không sao. Anh hết anh cứu con. Anh mới la lên. Anh kêu tụi nó thọt ảnh đi. Thằng hết có bị gì không? Cái đó nó hù thôi. Nó không có thọt. Nhưng mà nó đạp vô mông mình hết một cái. Anh té sấp mặt ảnh luôn. Cái mặt nó có bị sao không? Hên lắm không sao. Còn đẹp trai. Không lại thôi chứ. Con hù hồ thương suốt đời luôn. Không sao là được rồi. Nhưng mà nó có cướp cái gì không? Có chứ. Hả? Mất nhiều. Con nhanh hết á. Mỗi đứa chỉ có 50 thôi à. Vậy mà tụi nó cũng nở lòng nào, tụi nó lấy hết luôn. Trời đất ơi, hai đứa bay á, có tiền không để ở nhà, tự nhiên mỗi đứa cầm 50 triệu đi ra đường làm cái gì không biết nữa. Con với anh hết, hai đứa cộng lại là bị mất tới 100 ngàn lận đó. Thì đó, hai đứa cộng lại. Ủa kỳ vậy? Đứa 50 triệu, đứa 50 triệu, hai đứa 100 triệu, 100 ngàn là sao? 50 triệu hồi nào? Hai đứa mỗi đứa có 50 ngàn thôi, cộng lại là được 100 ngàn. Vậy mà tụi nó cũng nở lòng lấy hết 100 ngàn của tụi con. Mừng quá, bay ơi, cảm ơn tụi nó đi. Cái gì? Cảm ơn nó hả? À, có 100 ngàn, thôi. Mình không sao là được rồi con ơi. Không dám đâu, cái này là do số con hên thôi. Đáng lẽ nè. Trước hôm qua đó là hả, trước tối đó là con đi tắm nha, con có đeo nhẫn . Mà cái con tắm con phải tháo nhẫn ra, rồi tự nhiên trời xui khiến sao đó cái con quên đeo lại . Đó, may là vậy chứ không thôi nó thấy là nó lột luôn rồi. Em mừng.
Bởi vậy hả, giờ là con tháo hết, con đeo gì nữa, khóa lại, cất hết khóa lại luôn. Gần Tết rồi, tụi nó manh động quá. Đúng rồi, cho nên là gì phải cẩn thận nha. Chết. Sao? Mày nói làm tao sợ quá. Sao vậy? Cái gì ở mình à? Lỡ sáng sớm còn tò mò vắng người, lỡ mọ dọn hàng, trời ơi, ở đây vắng lắm luôn á, không có ai, cái nó nhào vô, nó dí vào, nó đòi thọt chị Năm. Trời ơi, chết chết con ơi, chết chết. Dì Năm, bây giờ dì Năm phải chọn lựa đi. Một là dì Năm phải tháo hết bông tai rồi nhẫn dì Năm cất đi, còn không là mất hai cái lỗ tai, mất luôn hai cái ngón tay này đó. Trời ơi, mày nói ghê quá à. Trời, cái điều này phải kiếm người về ở chung chứ ở mình không được rồi. Khoan, dì Năm bình tĩnh lại đã, khoan hốt hoảng. Sao vậy? Tự nhiên con thấy nghi nghi à, con cũng đang điều tra vụ này. Con cảm giác cái thằng cướp này là người quen, chứ không phải là người lạ ở vùng khác mà tới đây đâu. Sao bay nghi vậy? Trong lúc giằng co, đôi khi nghe cái giọng của nó quen lắm. Nhưng mà tiếc là trời tối quá, thành ra là con không có nhận diện kịp. Chứ không là... Ý, nhưng mà cái thằng này nó có cái mùi của nó lạ lắm, đặc biệt lắm. Nếu như mà con được ngửi lại cái mùi này một lần nữa, chắc chắn con sẽ nhận ra là ai. Hay quá em. Hả? Ủa, chứ dì Năm không biết là cái mũi của con thính lắm hả? Thiệt hả? Trời ơi, dì Năm tắm rồi mới ra dọn hàng đúng không? Đúng rồi, tắm tối hôm qua trước khi ngủ. Hả? Nhưng mà tắm nhiều xà bông lắm nè, ngửi cái là ra liền. Đúng rồi, thì tắm xong đi ngủ đâu có mừng gì đâu, sáng sớm còn thơm. Đó, thậm chí nha, giờ dì Năm mà có chồng hay chưa chồng là con ngửi cái cũng biết luôn á. Ơ, mấy đứa xùm xàm đó. Này, giỡn thôi. Nói là bỏ qua cái chuyện, mấy cái chuyện đó, mừng quá rồi. Biết không, mất có 100.000 là mừng lắm rồi con ơi. Mất 100.000 mà mừng chứ sao. Trời ơi, gần một ngày làm móng của con đó. Cụ đi thay người trong cái rủi có cái may đó con. Có đâu, tiếc lắm. 100.000 là mua được 2 ly trà sữa xỉn trên Sài Gòn rồi đó. Trời ơi, rên rỉ hoài. Tiếc 100.000 phải không? Đúng rồi, đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Chúc Năm cho 100, được chưa? À, Năm tốt quá. Hay, để con làm móng cho Năm, rồi Năm cho con tiền, vậy đi nha. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Thiệt chứ. Trời, trời ơi, anh Được. Chào em. Trời. Gì vậy? Xe đẹp quá. Đẹp không? Wow, mới mua hả anh? Ừ, mới mua á. Mắc không? Có hai mấy triệu chứ nhiêu đâu. Ồ, giàu dữ hen. Bình thường thôi. Ủa, anh đi đâu đây? Mới chở chị mày đi chợ sắm đồ Tết. Ồ, dư dả. Bình thường thôi. Ủa, em đi đâu ạ? À? Ừ, em có hẹn khách đi làm móng nè. Vậy hả? Ừ. Lên chở giùm cho đi, bộn chỉ cho cực. Ôi, được vậy còn gì bằng. Anh em à, leo lên. Khoan. Vụ gì? Rồi, đi. Anh này. Hả? Năm quá vừa thôi, bộ em dơ lắm hả? Quên, tánh anh kỹ lưỡng mà. Ờ, vậy thôi, đưa đây, mượn. Ừ, cái khăn lau xe của người ta. Ủa, kỹ cho tới luôn chứ. À, em quá. Dán ra. Hả? Nữa hả? À, thấy không? Chuyên nghiệp không? Dễ sợ. Để lên, đội mũ vô. Dạ. Được. Ê, trời ơi. Gì vậy? Em ghê luôn. Làm hết hồn. Thôi để khi nào rảnh á con nói tiếp nha. Giờ con chạy về con nấu cơm cái. À. Đi chưa? Đi mẹ ơi. Dạ. Sao quá trời đồ ở trong vậy? Mới mua hả? À, dạ đúng rồi, con cũng mới mua á. Lấy coi có gì đẹp không? Thôi, coi kiểu coi. Dạ. Này nè Năm. Ý. Đẹp không? Đẹp. Này Năm thích nè, Năm thích mấy màu nổi nè. Dạ. Đẹp.
Dạ. Trời ơi, đi đám cưới đẹp lắm Năm. Vừa hấp vừa ha. Dạ, Năm. Ừ, cái đó của con. Dạ. Con nhỏ này. Dạ. Này cũng bay với ai lấy đâu nè. Dạ. Ê bà Lắm, tôi thấy có cái màu vàng vàng gì đẹp quá kìa, lấy ra coi. À. Nè, cái này nè. Trời ơi, áo đậm. Ừ. Ê, hợp không? Hợp với tôi không? Sang ghê. Sang ghê luôn. Dạ. Sang nha. Dạ. Công nhận đẹp. Dạ. Ê, trời, nó nhiều mẫu lắm. Con kìm lòng ấy, chứ không mấy là còn sắm nữa, còn mua nữa. À, sao hôm nay đi sắm đồ mà không rủ tôi vậy? Tại vì cái con bé ngoài cửa hàng á, nó có đồ mới về, cái nó nhắn tôi, cái tôi hứng chí tôi chạy ào ra tôi mua, cái tôi quên đâu có nhớ rủ rê ai đâu. Dạ. Chèn. Dạ. Mới hôm bữa ngồi than thở là không có tiền sắm đồ Tết, mà bây giờ sắm quá trời hen. Dạ. Thì coi như là cũng xong cái Tết rồi đó Năm. Ủa mà bà mua mấy cái này hết nhiêu vậy? Cũng không nhớ đó đâu, chắc cỡ 2 triệu á. 2 triệu mà được quá trời Năm. Cũng rẻ hen. bà thích hả? Chạy ra chợ mua liền đi, còn nhiều kiểu đẹp lắm nha. Thôi để bữa nào đi hen. Thôi tôi về trước nha. Năm ơi, con về trước nha. Hôm qua thì em nghi thằng Hết với ông Sang, rồi hôm nay em nghi qua ông Được với là bà Lắm. Ủa gì kỳ vậy? Thì đúng rồi, chính mắt em nhìn thấy bà Lắm bà sắm đồ Tết quá trời luôn. Ủa thì Tết nhất ta sắm đồ Tết coi đâu lạ trời. Vấn đề là tiền ở đâu ra mà bà sắm. Nè nha, ao cá thì bà chưa có bán được, mà tánh bà Lắm em rành lắm, bà kẹo dữ lắm. Tự nhiên bà dám bỏ ra hơn 2 triệu để bà sắm đồ Tết, anh thấy có nghi ngờ không? Thì nhiều khi Lắm nó mượn tiền gì Năm thì sao? Không có đâu, chính vì Năm còn ngạc nhiên nữa mà. Vì Năm thấy bà sắm đồ Tết đó, vì Năm ngạc nhiên lắm. Vì Năm nói trời ơi đồ đẹp quá. Anh cái gì? Có khi nào á bữa giờ mình nghi lộn người không? Ơi em sao làm anh rối quá. Riết rồi ai em cũng nghi đó, mốt cho em nghi qua vì Năm luôn quá. Anh tào lao quá. Muốn biết thật hay giả thì cũng dễ thôi. Em nói thiệt không? Thiệt còn hơn chữ thiệt. Không tin hả? Anh qua bên nhà ảnh coi đi. Xe còn để ở bển đó. Vô lý quá. Hôm trước anh Được còn nói với anh á là không có tiền ăn Tết, tiền đâu mua xe. Thì đó, trong khi cái ao cá nhà ảnh cũng không bán được, vậy thì tiền đâu? Chồng mua xe mới, vợ sắm đồ Tết. Anh không thấy lạ hả? Thì cũng lạ đó. Nhưng mà sao? Anh có nghĩ giống như em không? Nghĩ gì? Anh Được chính là người đã lấy cắp mấy tờ vé số của anh Ba Hơn. Không có đâu. Anh chơi thân với anh Được từ nhỏ. Anh được với cái tên của ảnh vậy đó. Anh không có tham lam đâu. Làm sao mà anh chắc chắn được? Anh không nghe người ta hay nói câu là biết người biết mặt không biết lòng hả? Nè, bây giờ cái chuyện mà anh Ba Hơn bị mất vé số là rành rành ra rồi, mà anh thì không phải là người lấy. Vậy thì người còn lại chỉ có thể là anh Được thôi. Tại vì hôm đó cái lúc mà đi nhậu, ngoài anh ra thì chỉ có anh Được. Đúng không? Anh nhớ rồi. Hôm bữa anh Được anh xỉn trước, sao anh lấy được? Xỉn trước? Ừ. Thì tỉnh trước.
Tự nhiên ba dám bỏ ra hơn 2 triệu để ba sắm đồ Tết. Anh thấy có nghi ngờ không? Xe mới hay sao? Đã chứ sao, đúng là có tiền sướng. Mà anh cũng kỳ nữa. Cái này á, là xe mới mua của anh hai. Anh gửi mình thôi. Anh xách xe anh chạy phà phà làm chi vậy? Anh về anh rầy mình sao? Có gì đâu, ổng đi du lịch, ổng nói nhà cần gì cứ lấy xe đi. Với lại xe mà ổng chạy để đi cũng hư á. Không hiểu sao mà đàn ông mấy anh hả, mê xe dữ thần vậy không biết. Chứ sao, đàn ông nào mà không mê gái. Ê, lộn, đàn ông thằng nào mà không mê xe. Ừ, mà em nữa. Ừ, đồ nước ngoài gửi về mà nấu là mua mấy triệu là sao? Thì em cũng đâu có cố tình đâu, mà tại vì Năm vậy hỏi được cái sẵn nói luôn cho sơm tụ. Hay, em đi thử đồ. Đúng là phụ nữ. Tóm lại là hiểu lầm thôi. Ông được không có trúng số, cũng không có lấy vé số luôn. Em đừng có đoán mò nữa nha. Khoan, anh. Gì nữa? Nhưng mà anh chắc không? Chắc gì bắp. Em đâu có biết đâu, mai mốt em không nói lung tung nữa. À, hồi nãy anh qua nhà anh được, có đụng mặt ba hơn. Vậy là ảnh cũng qua bên đó để lục hả? Ừ, chắc là ảnh cũng nghi y như mình. Mà vậy cũng hay, kỳ này chính tay anh nghe thì ảnh không còn nghi ngờ nữa. Nhưng mà anh với ảnh có nói chuyện với nhau không? Không, vừa lẻn ra được là tụi anh giọt lẹ liền. Chứ để ông được, ông biết mình nghi ổng, không biết nói chuyện với ổng làm sao luôn á. Tờ vé số không có ở bên nhà của ba Hơn, cũng không có bên nhà anh được, và càng không có bên anh hết. Không lẽ tờ vé số bên nhà mình? Trời đất ơi, sao mình suy nghĩ tào lao dữ vậy trời. Ba ông này tự nhiên thấy nghi nghi à nha. Anh sao rồi? Có không mà sao im im vậy? Thì không có anh mới im. Anh có kiếm kỹ chưa? Kỹ hết rồi, lục khắp nhà nó rồi. Sao kỳ vậy ta? Vậy nó giống mấy tờ giấy số đó ở đâu? Nè, anh có giấu em chuyện gì không vợ?
không giấu em chuyện gì đâu. Thôi anh mệt quá cho anh vô nghỉ xíu nha. Ê nè, anh mà không nói rõ là không yên với em đâu nha. Anh nè, anh nói đi, không được ổng không lấy thì ai lấy? Không lẽ tiền từ trên trời rơi xuống với đất chui lên hả? Nè, có phải là anh giữ thể diện cho bạn anh rồi anh nói dốc em đúng không? Em nghĩ gì kỳ vậy? Anh hai của ổng gửi cho ổng chiếc xe đó. Thiệt hả? Thiệt. Anh qua nhà lục nhà người ta, vợ chồng ổng về, anh núp ở dưới gầm giường, anh nghe hết. Ủa vậy hả? Trời ơi, vậy là thiệt rồi. Ai mà cũng biết đâu nè, tự nhiên ổng đi xe mới, rồi ổng sắm đồ mới nữa, rồi nãy anh về á, anh cứ im im không có nói gì hết trơn, ai mà không nghi cho được. Anh buồn á là tự nhiên anh em chơi với nhau từ đó giờ, giờ nghi kỵ lẫn nhau tùm lum hết á. Thôi như vậy cũng tốt, coi như là mọi chuyện sáng tỏ. Nãy mà bển gặp thằng hết nữa. Hả? Gặp thằng hết nữa? Ừ. Ủa mà nó qua bển chi? Thì nó cũng điều tra giống anh vậy. Vậy là nó cũng nghi không được. Còn gì nữa, vậy là thằng hết nó không có lấy ba tờ giấy số của mình đâu. Thằng hết nó không lấy, ông được cũng không lấy, vậy thì ai lấy ba tờ giấy số trúng độc đắc chứ? Thằng Tuấn á, nó nói mình trúng ba tờ giấy số độc đắc, mà mình kiếm không có được ba tờ giấy số, vậy thì đâu có gì chứng minh mình trúng số đâu. Rồi anh em nghi kỵ lẫn nhau tùm lum tùm la, hàng xóm láng giềng xáo trộn hết trơn hết đó. Có khi nào á thằng Tuấn nó nói xạo mình trúng số không? Ờ ha, cũng có lý.